Wow, đây ta có rất nhiều những chú khủng long và các loài động vật đang bị bao phủ với lớp màu đó các bạn ơi. Wow, màu vàng, màu xanh, màu đỏ đủ hết nha. Rất là nhiều luôn các bạn. Ở giữa chúng ta có một chú khủng long rất là to màu xanh đang chiến đấu với chú với một con gì đó rất là to màu đỏ các bạn. Wow, trông rất là giống một con sư tử khổng lồ luôn các bạn. Wow. Ở xung quanh là những con khủng long vàng rất là đẹp các bạn, từ những chú khủng long lớn cho tới những chú khủng long rất là bé nha. Wow. Chúng ta vẫn chưa biết đây là những chú khủng long gì nha các bạn, nhưng mà có một cách để tìm hiểu đó các bạn là chúng ta sẽ cùng đem nhau nhúng tất cả vào trong nước nha. Nước sẽ đánh bay cái lớp màu đi nha. Wow. Công việc đầu tiên chúng ta là bắt tất cả chú khủng long lại thôi các bạn ơi. Wow, đây là con gì rất là to màu đỏ đó các bạn. Đây là con khủng long khổng lồ màu xanh nha. Wow. Những chú khủng long màu vàng nữa các bạn ơi. Wow. Con này có sừng nữa các bạn. Wow, con này nó có sừng với sao đâu này. Con này thân hình rất là dài này. Wow, con này cổ rất là dài nha. Wow, con này có một cái sừng với sao đâu nữa các bạn. Wow, con này nhìn khá là quen nè các bạn. Đây là chú khủng long rất là bé nhưng mà có vây lưng nè các bạn ơi. Wow. Bắt xong hết rồi các bạn ơi, rất là nhiều màu sắc luôn nha. Bây giờ chúng ta đem tất cả đi nhúng vào trong nước nha các bạn. Wow, chúng ta có một cái thau nước rất là to đây nè các bạn ơi. Công việc tiếp theo chúng ta nhúng tất cả chú khủng long rồi bắt được vào đây nha. Nào, bắt đầu thôi. Wow, đầu tiên chúng ta có chú khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Đây là chú khủng long có một cái sừng với sau đầu nè các bạn, hay gọi là cái màu của nó nha. Wow. Chú khủng long này có đuôi rất là dài các bạn, chạy rất là nhanh nha, hai chân xanh. Chạy rất là nhanh luôn các bạn. Wow, nó giữ thăng bằng bằng đuôi nha. Chú khủng long nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Wow, nó có màu xanh dương và có một dải màu xanh lá trên lưng các bạn, trông rất là đẹp luôn. Wow, đây khủng long Parasaurolophus các bạn ơi, đây là con khủng long chỉ có màu đó các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Con Brachiosaurus này có cổ rất là dài nè các bạn. Wow, đuôi cũng rất là dài nha, bốn chân rất là to các bạn. Con này có thể nặng đến 30 tấn nha. Wow, chú khủng long nhìn rất là to lớn luôn các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn nha. Wow. Wow, chú khủng long Brachiosaurus có cổ dài cho nên các bạn kích thước khổng lồ luôn nha. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú báo các bạn ơi, một chú báo đốm màu vàng nhưng đốm màu đen nè các bạn. Wow, báo đốm là động vật chạy rất là nhanh luôn nha. Wow, cực kỳ ngầu luôn nha các bạn. Con này có đuôi rất là dài luôn này. Wow, cơ bắp luôn lắm các bạn ơi. Nó chạy cực kỳ nhanh và săn mồi rất là ghê nha. Wow. Wow, chúng ta có một đàn một con những con báo nè các bạn ơi. Con báo này nhìn rất là to luôn các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Con Triceratops này nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Wow, chú khủng long có hai sừng lớn, một sừng nhỏ đó các bạn. Wow, trên cổ nó có một cái vây xà rất là to nha. Rồi nó có gai trên lưng cái này các bạn. Wow, chú khủng long nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Một con khủng long rất là to nè. Con này có thể nặng tới 5 tấn đó các bạn. Wow, chúng ta còn đèn những con khủng long ba sừng Triceratops bước ra từ cánh cửa đó các bạn. Wow, trông cái sừng nó nhọn chưa kìa. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Parasaurolophus khác các bạn ơi. Con này nó có màu xanh lá cây nè các bạn. Wow, nó có một cái sừng với sờ đầu đặc trưng nha. Con này có đuôi rất là dài luôn các bạn. Đuôi dài giúp nó dễ thăng bằng khi chạy nha. Chú khủng long nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Wow, đây là con khủng long nhìn rất là ngầu các bạn. Wow, rất là đẹp con này. Oh, một con khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Wow, con này nó có màu cam rất là đẹp, có lẽ là con đầu đàn các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long có vây lưng cực kỳ to luôn các bạn ơi. Đây là chú khủng long Dimetrodon nha. Dimetrodon là con khủng long có vây lưng cực kỳ to như cánh bờm như thế này các bạn. Chú khủng long này nhìn rất giống chú hàng lằn đang bò nha. Wow, con khủng long này có đuôi rất là dài các bạn ơi. Chú khủng long này ăn thịt nha các bạn. Wow, răng rất là nhọn này nha. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long tí hon các bạn ơi, một chú khủng long bạo chúa tí hon này. Wow, trông nó rất là bé luôn các bạn ơi, nó chỉ bé bằng ngón tay thôi nha. Tuy nhiên thì đây là chú khủng long ăn cỏ, ăn thịt rất là ghê gớm nha các bạn. Wow, nó có màu đỏ đen rất là đẹp luôn này. Wow, chúng ta có đây con khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, con này có răng rất là nhọn luôn các bạn ơi. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Con Stegosaurus này nhìn khá là ngầu nha các bạn. Wow, Stegosaurus là con khủng long có hai dải vây lưng kéo dài từ đầu tới đuôi này các bạn. Wow, đuôi nó rất có 40 gai mọc ra nha, trông khá là đáng sợ luôn các bạn ơi. Stegosaurus là con khủng long
có vậy dạ, hai cái dải bay lưng rất là nhỏ như thế này nha. Wow. Wow, chúng ta về đây, còn khủng long Stegosaurus đang chạy rất là nhanh các bạn. Chiều nó rất là to lớn nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một con gì đây các bạn ơi. Đây là một con sư tử khổng lồ luôn các bạn. Wow, trông rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Và trông rất là ngầu nha. Wow, nó có màu cam rất đẹp các bạn ơi. Cái bờm con sư tử này là rất là to luôn này. Wow, con này nhìn khá là đẹp các bạn. Con này rất là cơ bắp nha. Wow, bốn chân nó rất là to nè các bạn. Cực kỳ cơ bắp và lực lưỡng luôn. Cái đuôi cũng rất là dài nè các bạn. Wow, chú sư tử này nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow, kích thước như thế này thì nó không sợ cả những con khủng long đâu nha các bạn. Wow, chúng ta có một chú sư tử các bạn ơi. Chú sư tử có cái bờm rất là ngầu nè các bạn. Wow, chú khủng long này cũng khá là to nè các bạn. Wow, lần này chúng ta có một chú khủng long rất là to nè các bạn ơi. Đây là con khủng long Spinosaurus nha. Wow, con khủng long này là loài khủng long rất là nổi tiếng nha các bạn. Nó có một cái dải vây lưng rất là to giữa lưng nè các bạn. Wow, đây đặc điểm nổi bật của loài này nha. Con này có hàm răng rất là nhọn luôn. Wow, đuôi thì rất là dài nè các bạn. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to này. Wow, chú khủng long này nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow, vây lưng nó có màu đỏ, màu trắng, màu xanh đủ hết nè các bạn. Wow, hai chân trước nhỏ nha, hai chân sau to và đuôi cực kỳ dài luôn. Miệng có những cái răng rất là nhọn nè các bạn. Wow, trông đáng sợ chưa này. Chú khủng long này ăn thịt rất đáng sợ nha các bạn. Nó có thể đối đầu với cả khủng long bạo chúa mà không ngại đâu nha. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow. Đây là con khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Đây là con khủng long có vây lưng rất là to nè các bạn. Wow, nó gầm lên đó các bạn.